Hey. Thỏ trắng và Pokemon xin giới thiệu với các bạn, đây là một chương trình sẽ giới thiệu những món nước trái cây mà các bạn sẽ thích. Đây là chuyên mục về sức khỏe. Sức khỏe, gia đình và hạnh phúc cặp đôi. Ok các bạn ơi, hôm nay Pokemon và Quang sẽ giới thiệu cho các bạn những món nước trái cây mà chúng ta có thể tự ép ở nhà uống cho nó đẹp da, nó khỏe và đặc biệt là sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Ok, em giới thiệu cho mọi người, em thích loại trái cây nào? Ở trong này thì Ngân sẽ thích uống nhất là cà rốt nè mọi người ơi. Cà rốt thì nó rất là dễ uống luôn. Ngân thích uống những cái trái cây nào mà nó có vị ngọt tự nhiên á mọi người. Còn đối với cà chua thì nó sẽ hơi chua chua và mình phải mắc công bỏ đường, bỏ sữa. Thì đối với bạn nào mà mình sợ mập, sợ béo á thì mình sẽ không thích uống đường với sữa đâu, đúng không nè? Vậy thì hãy chọn giống Ngân, đó chính là cà rốt hoặc là ổi nè, hoặc là bưởi nè. Bưởi cũng có ngọt và có chua nha mấy bạn. Mà hôm nay á, tự nhiên chú Quang mua thêm cái trái thanh long này nè. Mà Ngân ngửi trái thanh long này là không có ép ra nước được. Nó chỉ em là tố hoặc ăn thôi. Ở trong mấy cái nhà hàng anh thấy có cái danh sách menu là nước ép thanh long. Không có thanh long, cái này là thanh long. A-N-A-N-A-N. Nước ép thanh long. Đúng rồi, không. Okay. Cái đó nhiều khi người ta chỉ để vậy thôi. Chứ thiệt ra chỉ có một xíu gì thanh long vô trong đó thôi. Rồi, bây giờ mình ép nước đi anh. Ép nước nha. Ừ. Ok. Nhưng mà bưởi nè, ví dụ như giờ chọn ép bưởi thì cần phải lột mấy cái vỏ ngoài ra đó anh Quang. Tại vì để như thế này nó sẽ rất là đắng á. Mấy bạn ơi, mấy bạn đang xem video tới cái khúc này thì hãy nói cho Quang biết, comment ở bên dưới cho Quang biết là bưởi là mình nên gọt, mình tháo cái này ra, sau đó rồi mình bỏ vô máy hay là mình phan nguyên một cái mảng này vô luôn mà khỏi phải tháo cái này ra. Bây giờ cái nào đúng bây đó? Giờ mình đang quay video và các bạn sẽ không có comment trực tiếp được. Cho nên là tốt nhất, chắc nhất thì hãy nghe lời em và tháo cái vỏ ra để okay. Nó không bị đắng. Okay. Rồi, bây giờ anh tháo đi nha. Ừ. Bây giờ cái móng tay của Ngân như này không thể tháo được. Pokemon móng rất là dài. Rồi, di chuyển qua đây. Quang sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn. Quang và Ngân sẽ di chuyển giới thiệu cho các bạn cái này nha. Ngân ơi, qua đây em. Với một cái máy mà phức tạp như vậy, cũng không phải là phức tạp, nếu mà mình coi catalog mình sẽ biết. Ừ. Vậy thì đố em còn nhớ cái cách ráp nó vô. Dạ. Yeah. Đây là một cái rất là thử thách cho bạn Ngân. Wow. Ủa? Dễ lắm mấy bạn. Mấy bạn cứ nhìn cái nào mà nó bự nhất á thì mình sẽ ráp vào nha. Đối với cái máy này thì nó sẽ có hai cái lưới lọc, nhưng mà Ngân sẽ chọn cái lưới lọc mà cái lỗ nó nhỏ nhất, và khi mà mình xay nước ép ra nó sẽ nghiền nhất thì nó sẽ uống ngon hơn. Còn đối với bạn nào mình thích ăn cái xác trái cây thì mình có thể chọn cái lọc nó lớn hơn. Rồi bây giờ, ủa, đúng rồi, đây. Mình sẽ bỏ cái nghiền này vào. Đó, vào rồi đó mọi người. Thì ra Ngân cũng chưa có bao giờ xài cái máy này hết trơn hết. Hết á. Nhưng mà Ngân cảm thấy Ngân ráp như thế này là Ngân rất là thông minh rồi đó mọi người. Đó, vô rồi nè. Rồi, cái khúc nặng nặng này để làm giúp cho em nha. Nhưng mà trước khi các bạn ráp vô, các bạn cần phải kiểm tra lại xem coi phải làm đúng không. Cạch. Rồi, ok, good. Rồi, rồi, bây giờ mọi người chỉ cần dặn nó qua cho nó hoàn chỉnh thôi. Sau đó mọi người có thể bỏ trái cây vào và tiến hành. Cách. Được rồi. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của anh Quang là mình lột bưởi nha anh. Ừ. Anh lột bưởi nha, tại vì mấy cái này hôm bữa mình cũng ép hết rồi. Ừ. Thì bây giờ mình làm cái tập này cho nó khác xíu. Rồi anh lột đi. Mời các bạn qua đây xem Quang lột bưởi. Đây là kỹ thuật lột bưởi xuất thần của nam diễn viên Lương Bằng Quang. Và các bạn ơi, các bạn hãy lấy giúp dùm Quang một cái chén để Quang đựng mấy cái này nha. Ok. Đây là lột bưởi công phu. Các bạn nhớ rằng trước khi lột bưởi, anh chàng công phu này đã rửa tay rất là sạch sẽ. Rồi, cô trợ lý Pokemon sẽ phụ Quang bỏ vào bưởi trong chén. Ha. Rồi, song song, đây là quá trình lột bưởi. Song song đó, các bạn sẽ thấy Ngân biểu diễn ép nước cà rốt. Và lúc này các bạn sẽ hiểu vì sao cô ấy lại cắt nhuyễn nhỏ cà rốt trước khi làm. Các bạn thử qua đó thử xem sao nha. Rồi, Ngân qua ép bên đó cho mọi người trong khi anh lột cái này ra. Ok, bây giờ Ngân sẽ ép cho mọi người xem cái cà rốt này nhé. Đợt hôm bữa Ngân cũng có thử ép cà rốt rồi, nhưng mà hôm bữa Ngân để nguyên củ á, với lại là Ngân cắt nó hơi bị bự á, cho nên mỗi lần mà Ngân bỏ cà rốt vào, Ngân xay được một tí xíu, tầm khoảng mấy giây là cái máy nó lại bị đứng, cho nên là hôm nay Ngân cắt rất là nhỏ luôn. Đó, bây giờ Ngân sẽ bỏ cà rốt vào xay nhé mọi người. Cắt.
Các bạn nhớ mở cái nút này. Đó, nước nó sẽ chảy ra. Rất là đơn giản đúng không mọi người ơi? Cái cà rốt này nè, Ngân mua nguyên cái rổ này hồi sáng á, mọi người biết là bao nhiêu tiền không? Có 40 ngàn thôi đó mọi người ơi. Bao nhiêu này là 2kg cà rốt nha, 2,5kg chứ. Một ngày Ngân có thể uống hết 2,5kg cà rốt luôn đó mọi người. Cà rốt cực kỳ dễ uống. Bạn này ăn bằng mấy con thỏ luôn á. Mấy con thỏ là người ta xài có một trái cà rốt, một mình bả mà xài cả một cái vườn cà rốt. Ê, cái đó. Máy bắt đầu nó đứng nè. Bây giờ cái máy khi mà nó bị quá tải á mọi người, và nó bị cấn một cái gì đó thì nó sẽ bị đứng như thế này nè. Mặc dù là cái nút Ngân vẫn còn đang mở chế độ on nha, chế độ nó đang hoạt động nhưng mà nó bị ở đứng rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ mở lại cái nút này, đọc là recover hả anh? Revert hả? Revert. What do you mean revert? Là quay tua ngược. Quay tua ngược đó, bây giờ nó sẽ tua ngược lại, có nghĩa là nó sẽ trả lại, nó nhả thức ăn ra. Dữ luôn nha các bạn. What do you mean á? Giờ này học tập tiếng Anh làm đó, gì đó? Tại vì sau này mục tiêu của em là chai tay chứ không phải là chai diệt nữa anh Hoàng nha mọi người, đúng không mọi người? Quen da tay cao thấm khoáng mà nói vậy thôi chứ nhiều tay nó cũng mỏi lắm mọi người ơi. Quan trọng là tùy tính nè, cho nên là không biết là bạn thỏ này là người Tây hay người Việt luôn á. Bạn ơi, cỡ mình mà còn nói không phóng khoáng nữa thì ai tính trời ta? Trời, anh hiểu đúng cái nghĩa phóng khoáng giùm em anh Quang đó. Mọi người thấy không, trời, bên này là một bên xác nè đó. Đó, cái xác của cái cà rốt nó ra nè, còn bên này là nước nè. Đó, xác và nước giống như là nước với lại xương á. Ủa nói gì xàm xàm vậy trời. Nước và cái. Nước và cái. Đó. Thì bình thường ngày là Ngân sẽ ép nguyên một cái ly đầy vậy đó mọi người, xong rồi Ngân sẽ uống một nửa, sau đó là Ngân sẽ bỏ một nửa vào tủ lạnh để uống. Thì đối với nước ép trái cây thì mọi người nên để một ngày thôi, chứ mà để qua ngày thứ hai là nó đã rất là dở nhá, uống nó sẽ không còn ngon nữa. Thứ nhất là nó bị bay cái gì á, cái chất gì á, và thứ hai có nhiều loại nước trái cây, nếu mà mình để qua ngày sau thì nó sẽ bị chua nè đó. Em cũng muốn giới thiệu, ngoài nước ép trái cây ra em còn sử dụng cái thuốc gì của em kia? Chắc chắn đó là khi mà các bạn thấy Ngân uống nước trái cây nhiều như thế này á, thì các bạn sẽ nói là trời ơi, vậy là con này nó nhờ uống nước trái cây nhiều cho nên nó mới đẹp vậy, dáng nó mới ốm vậy, da nó mới đẹp vậy. Nhưng mà Ngân chia sẻ thêm với mọi người một bí quyết nữa, đó chính là cái sản phẩm giảm cân này mọi người ơi. Đây, chia sẻ sơ thôi nha, chứ mấy con mọi người kêu là quảng cáo quá lố. Thì đây chính là hai cái loại giảm cân mà Ngân đã sử dụng để lấy lại cái vóc dáng như thế này. Tại vì hồi trước á, những bạn nào mà mình theo dõi Ngân á thì biết Ngân rất là mập luôn, Ngân gần 70kg luôn á, kinh khủng luôn. Mà bây giờ Ngân đã giảm cân được rồi. Ok, bây giờ Ngân sẽ xây tiếp nhá. Ngân có muốn pha sữa vô không? Không anh, pha vô làm gì? Nếu không pha sữa thì chúng ta sẽ đổ trực tiếp vô và thưởng thức ly của Ngân sẽ như thế nào nha. Ok. Rồi. Trời, cho nó xây hết cái trong này luôn nhá mọi người. Không cần đợi nó xây hết luôn các bạn chỉ cần nhấn một cái nút này. Thôi nhưng mà giữ lại luôn đi nè. Rồi, mở ra. Rồi, cấp máy okay. Trước khi bạn lấy cái này ra, các bạn nhớ đóng cái nắp này lại, cho nó khỏi bị nhiễu giọt xuống dưới. Rồi. Nó bị dơ á mọi okay. Người. Mỗi ly một vị nha, nhưng mà em dùng cái ly đó là của em trước đi. Thôi hai mình uống hết vị này xong rồi hai mình xay cái kia uống. Đưa ly của anh luôn. Ok, nhưng mà nó sẽ trộn nhiều cái mùi trái cây vô không đã, để dành đi. Ha. Đây các bạn, trước khi cho các bạn coi, đây là xác của cái này tầm khoảng là gần một ký cà rốt. Gần 1 ký cà rốt. Ôi, cái này đắp da mặt đã lắm ạ. Cái này tắm trắng chứ còn chóc đâu mà đắp da mặt. Nó khô rang khô rét à, cái này là mấy cái da mặt mà rô rô dày dày như anh này. Đắp với được cái da mặt em sao đó. Ok. Đúng không mọi người? Đối với nước cà rốt đó thì nó ngọt sẵn và nó có vị gì ạ? Nó có vị thơm của cà rốt nè anh, xong rồi nó có màu cam của cà rốt nè. Đó, anh mà thấy mấy đứa nhỏ con nít á, nó sợ ăn cà rốt, nó sợ ăn cái cây lắm, không biết uống làm sao. Thì ba mẹ phải tập nó từ nhỏ chứ thiệt ra nó đâu có biết cái gì đâu mà nó sợ. Ngon. Và nó trong suốt, nó không bị lợn cợn, để cho giống như cái bao nhiêu cái lợn cợn nó nằm ra đây hết. Đúng rồi. Và khi mà bỏ đá vô á mọi người, nó cũng không có bị lạc đi luôn, cho nên là cái cà rốt nó có một cái độ ngọt rất là ok. Ừ. Tại vì nhiều cái trái cây khi mà mình bỏ đá vô thì nó sẽ bị lạc. Nhưng mà đối với cà rốt nha, còn đối với cái dưa hấu á là siêu siêu ngọt luôn. Dưa hấu là mình có thể pha một chút xíu nước dưa hấu với một ly đá là uống là đã luôn. Quang phải nói thêm với các bạn là cái cà rốt mà Quang đang uống rất là ngon. Mà các bạn ơi, đi mua ở ngoài một cái chợ rất là bình thường, một bà bán rau ngồi dưới một cái sạp chợ,
cô ơi cô bán cho con cà rốt và mình không cần phải trả giá, không phải mặc cả gì hết, và cô cho một cái loại cà rốt ngon y như là năm sau. Ôi trời ơi, đổ ra nữa nè. Rồi bây giờ các bạn muốn thử bưởi không? Bưởi em. Nhưng mà nếu mà rửa sạch cái đó thì xay lên nó sẽ đẹp hơn á anh Quang. Sẽ đẹp hơn hả? Đúng rồi. Ok. Bây giờ ngắt máy rửa một tí xíu đi, nhanh okay. Mà đúng không? Rồi, cắt máy. Chúng ta sẽ biến hình quay trở lại sau 2 phút. Em chào anh chị, em là nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang và cũng là người thầy dạy hát. Đặc biệt em rất thích dạy hát cho những ai đang hát siêu dở hoặc không có năng khiếu ca hát. Em đã từng dạy hát trực tiếp cho các anh chị ở độ tuổi trung niên, từ khoảng 40 đến 69 tuổi, họ vẫn đang học hát trực tiếp với em. Em nhận ra một điều, trước đây các anh chị ấy luôn chần chừ việc có nên đi học hát hay không, vì thấy ngại, sợ bạn bè, con cháu cười và không tin là mình có thể hát hay lên được. Thậm chí còn sợ không có ông thầy dạy hát nào trị nổi bệnh hát dở của mình. Tuổi này hát hỏi gì nữa. Nhưng với em và các học trò trung niên của em đều đồng ý là tuổi này là tuổi tuyệt vời nhất để học hát. Vì anh chị ấy hội đủ nhiều điều kiện lắm, chứ không phải mỗi chuyện là thích hát hò. 2, 3. Một sáng mùa thu tháng mười ấy nắng trong ngày xanh. Tuổi này mình có thời gian sống cho bản thân mình hơn, nghĩ đến cho mình những niềm vui giao lưu ca hát với bạn bè. Họ hát mà mình không hát sao chọn cuộc vui. Học hát còn là cách giúp vận động hơi thở, khiến cho trí não tươi vui, linh hoạt. Đó là cảm nhận từ các anh chị đã từng học với em. Họ nói được sống từ bên trong, trí nhớ tốt hơn cho việc cố nhớ lời bài hát, ngủ ngon hơn do được la to mỗi khi hát, tăng cảm giác hạnh phúc khi được hát và được nhảy đầm với hội quý ông quý bà. Nếu anh chị muốn thử cảm giác học hát nó ra làm sao và muốn xem thầy Lương Bằng Quang là em nè, có cách nào đơn giản để hướng dẫn anh chị hát được không, thì khóa học hát online mới nhất của em sẽ là câu trả lời cụ thể nhất. Với 29 bài giảng video, em sẽ chỉ anh chị luyện tập hát ngay tại phòng ngủ và ngay trên điện thoại của anh chị. Anh chị có thể bí mật luyện hát rồi nha, và kết quả thì anh chị sẽ thấy ngay sau 5 tuần. Ở tuổi này, thay vì than thở về cuộc sống, con cháu hoặc những cơn nhức mỏi, chi bằng hãy khơi gợi sự ham thích ca hát để chúng ta được sống từ bên trong. Em là Lương Bằng Quang, người đi tìm những giải pháp thực tế nhất cho việc học hát và giúp anh chị vui vẻ hơn.